Quý vị thân mến, ngay lúc này ở trong hậu trường của Gương Mặt Thân Quen có một gương mặt vừa lạ vừa quen, không biết là lạ mà cũng không biết là có quen hay không. Anh chị đang đang mình đang giao lưu gì Đang trao đó. đổi về chương trình đó mà. Mình đang nói về các bé đáng yêu lắm em ạ. Dạ vâng. Thông minh, duyên dáng và tài năng vô cùng. Em cũng đặc biệt quan tâm tới MC của chương trình. Ủa, em thay đổi gì em không? Không. Em đang cầm sao để nó bắt được cái voice của chị nó ok la nhất luôn á. Cảm xúc của chị. Không có cảm xúc gì hết. Chương trình được biết là chị cũng đã đến đây hơn nửa tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này. Ai nói với em hơn nghe, nửa tiếng? Nghe lòng của anh cảm giác là như chị đến đây hơn nửa thế kỷ rồi. Em mới nói là chị ở đây nửa ngày rồi mà vẫn chưa qua. Chị ở đây nửa ngày rồi mà vẫn chưa qua. Sao mà giận được tại vì không mới giận chứ tại vì mình chờ lâu mà tại vì không, công việc bận rộn mà em giận ai lắm. Chị ít giận ai lắm, chị không có giận cái gì vậy anh Nghĩa, anh tính lục cái gì vậy lục con có cái gì vui không? Chị đến đây nửa ngày rồi thì chị phải đợi anh Đại Nghĩa làm tóc. Anh Đại Nghĩa sáng 5 giờ sáng đi dựng tóc. Lông mi hay kẹp cái mỏ gì chưa hả? Có cách gì mình kẹp cái môi mình nó cong lên như cái lông mi không? Không thôi. Nhưng mà trước khi mà đến với câu hỏi của chương trình thì chị nhận xét về tóc mới của anh Nghĩa trước. Chị thích anh Nghĩa dùng tóc mà hồi đó giờ chị luôn luôn như thích là anh người Nghĩa. Xúi anh đó. Anh Nghĩa thì chưa có hoàn thành cái màu tóc đâu, nhưng mà tại vì chương trình thối quá nên anh Nghĩa phải tới chạy đó. Sắp mặt. Chạy sắp mặt tới. Nói chung là anh Nghĩa thức từ 6 giờ sáng đi nhuộm tóc cho tới bây giờ. Giờ là 5 giờ chiều. Nói chung chị là một cái người có rất là thâm niên trong việc nhuộm tóc đúng không? Nhuộm tóc rất là nhiều màu sắc thì chị nghĩ là sắp tới gặp lại anh Nghĩa là cái màu mà anh ấy sẽ nhuộm là màu gì, chị khuyên anh nhuộm màu gì? Không, chị với kinh nghiệm của chị là những người mà nhuộm màu sáng thì khó quay lại màu nâu, màu tối lắm. Yeah. Nên chị nghĩ là nó sẽ hơi... Anh Nghĩa! Thưa quý vị, đây là cái đôi dép mà Khả Như sẽ mang khi quay hình với một cái bộ trang phục dạ hội màu trắng trinh nguyên trong suốt thánh thiện như thế này. Và Khả Như quyết định mang một cái đôi giày dép, không, đôi dép con hà mã. Anh, tại vì con hà mã đúng không? Trình thiếu nhi con em muốn nó có một cái sự hoạt hình tinh tế đó. Dành cho các bé. Đây, Lâm Chun cũng vậy kìa, em xè đôi giày ra cho người ta thấy đi. Dạ. Xè. Cũng qua lá hẹ dữ lắm. Dạ. Giày này mùa outlet Thái Lan, sale 80% lận chị. 80% á? 80%. Đẹp quá, thế mang xe máy đó, giả giọng một nhân vật rồi đó cho đó em không coi biết. Không giả thử đi không biết chung là Như rất là ái mộ mấy người biết giả giọng nha. Như giọng nói cũng được, không cần phải giọng hát, giọng nói cũng không giả được, không luôn. Được luôn. Giọng nói bị sao ta, em không có giả giọng được ta, em chỉ có thể là biến quá giọng nói một chút xíu thôi chứ còn không thể giả giọng. Bây giờ nói giọng già coi, giọng già già là cỡ nào ta, già là bao nhiêu tuổi? Già là 70 tuổi. Đó dù như cỡ tuổi Khả Như bây giờ thì cái nói cái giọng đó là bình thường thôi. Đâu mới hiểu luôn. Em có nói cái giọng thật của em. Sao hở là anh ơi, em nghĩ là phỏng vấn tới đây được rồi, chị cảm thấy rất vui vẻ và giữ cho chị cái tâm trạng vui vẻ lắm chị. Em nói là em không có giận ai mà dù có giận ai đâu. Tâm lý em cái mặt vừa rồi là tràn ra cái cơn giận đó. Đâu có hoan hỉ. Nè, chị vui mà. Tôi hơi cứng nha. Hơi cứng hả? Vui. Thì ngày hôm nay là có rất là nhiều những bé rất là tài năng luôn. Đó, chị đã bao giờ chị đi chấm những chương trình thiếu nhi nhiều rồi đúng không? Chị làm giám khảo nhiều chương trình thiếu nhi rồi. Tham gia chương trình thiếu nhi hôm nhiều. Hôm nay tiêu rồi. Chí chấm của chị là gì, giống hay là vui? Phải giống chứ, gương mặt thân quen mà phải giống, tiêu chí là phải giống. Nhưng mà không phải ai cũng giống được, cho nên là nếu như mà có một số bạn không giống được thì các bạn sẽ làm lố lên hoặc là vui lên, thì cái tiêu chí của chị là phải giống hay là vui là được. Lỡ như mấy bé nó không giống đừng la tội nghiệp mấy bé nó như. Em chưa làm gì luôn, em chưa làm gì luôn. Không, tại nhiều khi sợ là khi lúc đó em cái cơn giận nó cũng tràn ra ngoài không kiểm soát được, nó la mấy bé tội nghiệp nó khóc, nó bỏ về đó. Ở ngoài bình thường chị Như là hay mất kiểm soát về cảm xúc lắm. Mất kiểm soát, thần kinh. Ý anh là em kiểu thả ra một cái là chạy đi cắn người. Nghe sợ ha, nghe thật sự sợ. Dùng hết sức bình sinh của mình, sự bình tĩnh của mình để có thể mang đến sự ôn hòa cho các bé. Gửi lời chúc đến các bé đi. Chúc các bé thi thật tốt hay bình tĩnh tự tin. Không, mình phải có tâm một chút, mình là người lớn á, mình phải có tâm, mình đặt cái tâm nó nồng nàn như một chút trong cái lời chúc của mình. Các bé. Không, cái này là bệnh, cái này là bệnh nặng nồng rồi. Nàng. Không, cái này là bệnh nặng chứ mới nồng nàn. Các bé áp lực. Chúc mà còn áp lực vậy hồi ngồi chấm không dám nói chuyện, đừng hỏi tới chị nha. Chị sợ anh Nghĩa chặt chị á. Không, em hả? Nó cái tha thiết chút xíu. Tha thiết. Các bé ơi. Không, các bé tha thiết em ơi. Các bé ơi, cố gắng thi nha, chứ còn cô thì cô cố gắng làm giám khảo cho đàng hoàng.
mong cho cô đổ cho cô qua phong trăng này. Cảm ơn các bé nha. À, cảm ơn giám khảo Khả Như, và để xem là chị Khả Như nhận xét các bé như thế nào và có giữ được cảm xúc của mình hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ đón gương mặt thân quen được phát sóng vào lúc vào lúc 21 giờ 15 sorry, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Quý vị thân mến, và chúng ta đã đến với tuần thi thứ 9 của gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Và ngay lúc này đây thì ngay ở bên trong phòng hóa trang của các thí sinh đang nóng hơn bao giờ hết. Và Long Chun khẳng định rằng ở tuần thi này thì các bé sẽ đem đến những cái hình tượng vô cùng thú vị. Và chắc chắn là chúng ta không thể bỏ lỡ được tất cả những cái sự thú vị, sự bất ngờ này sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ chúng mình hãy cùng vào khám phá hậu trường của gương mặt thân quen nha quý vị. Trời ơi, nhìn từ xa là không ra ai luôn á. Ủa, tuần này là bị đội. Ủa, anh bị sao vậy? Không có, tại vì thấy bé nó hóa trang từ sáng tới giờ mà em vô tôi nhìn không ra ai, nó buồn chứ em. Không nhìn không ra là cái nhân vật mà là bé á. Không nhìn ra cái nhân vật gốc. Ờ, không nhìn ra cái bả. Chứ còn hóa thân giống quá, hình như là bả, đúng rồi. Nhưng mà nhìn là bả là ai chưa? Không. Cũng không. Trời ơi, tôi nhìn ra rồi, tôi dị ấn rồi. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tăng tăng tính. Đó gì? Cái này là chị Phượng Hoàng, Hoàng Thùy Linh. Ờ, được chưa? Nhảy dữ vậy luôn á hả? Ôi. Đốt lửa vậy luôn. Tuần này là mình bị xáo trộn đây đúng không? Có lý không, lý do gì mà tuần trước khi mà nhận được xong mình cười mà mình cười gần như là sập sân khấu à? À, tại vì mình thấy tội cho bé Gia Như á. Sao tội với Gia Như? Đó là một trong những cái nỗi khổ tâm, mọi người đều tránh né cái thăm đó để đừng ai bóc chúng trình tú chung, mà khổ thân con bé là đi gần tới đích rồi, tức là chỉ còn có một lá thăm cuối cùng là nó thoát, là nó an toàn. Không thoát được. Lúc trúng cái đó luôn. Cái bọn đen đeo đuổi nó. Còn hôm nay anh là Hoàng Thùy Linh luôn hay là một nhân vật khác? Không. Sao mà làm Hoàng Thùy Linh được, anh đâu có giống. Song ca. Anh là Huỳnh Thùy Lan. Huỳnh Thùy Lan. Cái sự mặt này là Hoàng Thùy Linh gì? Anh là Huỳnh Thùy Lan. Huỳnh Thùy Lan. Ờ. Trời ơi. Thùy Linh đấy rồi. Là chị gái Hoàng Thùy Linh hả? Không luôn. Hàng xóm. Con bé người dưng hả? Hàng xóm của chị Hoàng Thùy Linh, thích chị Hoàng Thùy Linh, bao giống chị Hoàng Thùy Linh. Mà sao giờ này rồi mà chưa tóc tai gì, mấy giờ lên sân khấu? Tiết mục thứ năm lận. À, ôi tóc tai này là cháy rồi đó nha, con hát bài gì nào? Hoàng Thùy Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay Hoàng Thùy Linh sẽ trình diễn lên khúc Album Hoàng trên sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Album Hoàng luôn, chết rồi, mọi người ơi. Rất là mong chờ phần này, không biết là có cái bài hát mà tỷ view không? Cái bài hát mà làm rạng danh đất nước không, có đúng không? Rồi, vươn tầm quốc tế nha quý vị. Đó. Rồi, chúc chị Linh ơi. Hôm nay thi tốt nha, chị Linh nha, chị Linh, chị Loan. Chúc Linh, chúc Loan. Chúc cho ma không sợ mà sợ ra ma nhá. Ôi, không dám mà, thì em là em đâu có ý định khoe với tất cả khán giả của gương mặt thân quen là em mới ra một cái phim tên là Ma Không Sợ Sợ Drama trên kênh Long Chun Official, được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần vào lúc 17:15 đâu. Là tối nay nè, là ra tập 2 nè, em đâu có định giới thiệu đến khán giả đâu mà tự nhiên anh nói hả. Cảm ơn nha, cảm ơn team Hoàng Thùy Linh và Huỳnh Thùy Loan nha. Tôi chưa hình dung ra chị Tú Trung mà bà thành Huỳnh Thùy Loan nó sẽ như nào, không dám tưởng tượng. Sợ tí nữa ngủ mớ là la lên hoài luôn á. Hello. Báo Yến Rosie. Thôi đừng khen nha, buông nha má. Ủa là vậy má? Không sao. Được, nhìn được thế chứ tôi không mê tín lắm. Xấu quá. Xấu. Xấu kinh người lên được. Đau đớn luôn. Ừ. Rồi bạn đồng hành đâu, bỏ đi đâu rồi? Kim cục sạc điện thoại đây kế bên. À. Khí chăng. Hôm nay trông con bé mặt có vẻ stress nặng nha. Mặt này là không biết cấp độ mấy rồi nhưng mà đang rất là ảnh hưởng tâm lý nha. Đúng rồi đó, cái bài opera mà quá trời mệt mỏi. Khánh Chi ơi con. Con sao con ngồi một góc con lui thủ lủi thủi thế con? Tuần này mình làm ai chú không nhớ. Con làm cô Carla Mafioletti. Carla Mafioletti. Trời ơi, là ca sĩ người nước Brazil. Đúng không? Hát opera. Đúng không? Trời ơi, tôi MC tôi tìm hiểu kỹ lắm. Cực kỳ là ok la luôn. Trời ơi. Không, cái tên đấy mình để vào cái lúc mà em đọc nhiều nó huông. Nó huông nha. Thì hôm nay hát opera thử một câu opera chú xem nào. Opera mà trên nền nhạc nhạc mới đi.
nhà Hoàng Thùy Linh. Trời đất ơi. Giây phút em. À ok. Giây phút em gặp anh là em biết em sẽ tình. Thôi. Xong cẩn thận, hát xong hai nốt nữa ngủ mất con nha. Mình cố gắng mình tỉnh táo để mà mình vô thi nha. Chỗ hát opera thì khó lắm, nhưng mà cô Bảo Yến hát opera rất ổn con. Không biết con có biết điều đấy không? Dạ. Gì? Thôi đi, là người Rosie là nổi tiếng là giọng cao chót vót luôn. Anh ơi, cao hát nhạc nhẹ khác với opera. Cao là lên được hết, quan trọng cao thấp thôi. Mình không lên được thôi. Còn khi mà mình này, 2, 3, ok, hát thử nào. Cho một câu đây nào. Ví dụ như là giây phút em gặp anh. 2, 3. Giây phút em gặp anh. Sợ tí nữa cả phòng lát hết ra ngủ nha. Con, tuần này con thi với cô Phạm Lịch đúng không? Dạ. Tuần này mình làm ai nào? Dạ, chị Phương Mỹ Chi. Chị Phương Mỹ Chi, cô Phạm Lịch thì quá kinh nghiệm rồi. Còn gì nữa nào con nào? Trước cô Phạm Lịch là Phương Mỹ Chi một lần rồi. Nhưng mà Phương Mỹ Chi phiên bản trung niên nha. Hôm nay thì con hát bài gì của chị Phương Mỹ Chi? Dạ, con hát bài Quê Em Mùa Nước Lũ với Mát Sốc thêm bài Chị Đi Tìm Em. Chị Đi Tìm Em. Em ơi có nghe chăng tiếng chị, đúng không? Trời ơi, bài này thì con lên liên hệ cô Diệu Nhi nha. Cô Diệu Nhi là thể hiện ca khúc này rất thành công nha. Em ơi có nghe, em ơi có nghe, em ơi có nghe. Chúng nghĩ là cũng không phải là có cái gì quá khó so với con đâu nhờ. Được hát tiếng Việt là mừng rồi. Ngày xưa chú sợ nhất là tiếng ngoại quốc đấy con ạ. Ok, quý vị thân mến, bây giờ thì mình đi vào đây nha. Xin chào quý vị, đây là chúng ta đang bước vào một căn phòng nữa. Một căn phòng sâu trong này là toàn những quái kiệt chú ngụ ở trong căn phòng này thôi. Tuần này mình bắt gặp với... Nói như quái kiệt thì chắc là đang nói mình đấy. Không có, chị em sao quái kiệt là cỡ chị á. Cỡ không, mà chị thông minh à. Đâu ơi, lên sóng cười chết luôn ấy. Lên sóng cười không chịu nổi. Mà chị có biết ở đoạn đấy của chị viral trên TikTok không? Cái đoạn mà khúc giao tranh đó. À, cái đoạn mà cái gì? No. Đúng không? Cái đó là... Ta không bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan. Mình sợ quá. Đọc cái tần suất âm thanh nó vẫn reo vào thính giác của... Em thấy ánh mắt chị có hân hoan không? Hân hoan á. Ánh mắt chị hân hoan thiếu điều muốn ăn thịt nhai đầu người ta luôn á. Tết này em nhớ bật bài đấy lên xem nhá. Ừ. Chúc em có một mùa xuân thật là Tết này ấm. Tết này mà em ghét đứa nào em mang loa vác ra em bật bài đấy trước cửa nhà nó nha. Đó. Chúc nó có một mùa xuân ấm lo. Ôi nhìn hân trời ơi chết thôi. Tuần này thì chị có một cái tự tweet của chương trình mà thực sự là MC cũng không thể nhớ được ai vào đội ai một tuần đã trôi qua. À. Thì tuần này chị bắt cặp với ai đấy? Không, em phải tự nhớ. Không. Ai bắt cặp với cô Phạm Lịch giơ tay. Cô Phạm Lịch. À quên. Ai bắt cặp với cô? Sao vậy? Sao vậy? Phượng Vũ giơ tay nào. Ai bắt cặp với cô Phượng Vũ giơ tay nào còn? Hà Trần. Con là cô Hà Trần. Thế rồi Phượng Hoàng Lửa đấy. Thanh Lam. Ừ. Thanh Lam chắc cũng cười đây chết mất. Đây là Phượng Lửa, còn đây là con gà đỏ. Không, Thanh Lam. Thanh Lam mà Phượng Vũ tôi dự đoán với quý vị là cũng cười ngất luôn nhé. Không. Cười bò nhé. Không, không phải lúc nào người ta cũng làm trò cười. Hôm nay cô trò hát bài gì đấy? Hôm nay hai cô trò sẽ hát một cái bài cũng rất là nổi tiếng của chị Hà. Đó là bài Giật Tầm Gai. Và mắt sắp với một ca khúc nữa ở trong live show của chị Thanh Lam. Đó là bài hát Du Cho Anh. Thì cái bài này thì chắc là không có nhiều người biết nhưng mà chú bảo này đang hot tại sao con không làm Phượng Hoàng Lửa luôn đỡ make up đúng không? Nhưng mà khó à quên cái đấy nó là bản quyền. Đúng rồi. Ok. Đã bảo rồi nếu mình không được làm Phượng Hoàng thì mình làm con gà. Đúng rồi, mình làm con chim sân ca hoặc là mình làm con gì nó lấy con lợn vẹt đi. Miễn sao gia cầm. Đúng không? Miễn sao gia cầm là được, hai chân là có cánh bay được là được. Rồi. Thôi được rồi, nói chung hôm nay cố gắng nha. Chú có tự tin không? Sao mặt lo lắng đấy con? Lúc nào cũng lo ấy. Con nào cũng lo à? Thôi đừng lo. Con ạ, chúng ta đang đi đến những chặng cuối rồi. Chúng ta sắp phải say goodbye nhau rồi. Cho nên là hãy diễn như là chúng ta đang đứng lần cuối trên sân khấu gương mặt thân quen nhá. Vui vẻ nha. Vui vẻ không có gì nha. Vui vẻ không quạo nha. Không có lo lắng gì hết trơn. Cứ kệ đi. Lên quét sạch cái sàn đó luôn đi. Ha. Không sợ gì hết trơn á. Cô Hà Trần là nghe con phải cạo rồi, con phải cạo chỗ này. Không mà hồi này cạo chưa cạo. Chưa cạo. Ok. Thôi tí nữa nha. Em chờ những chàng cười từ chị đó.
cho chị áp lực á. Cho nhìn xa xa thấy một cái hình tượng nhân vật là nhìn thôi đã thấy tỉnh nha quý vị. Tỉnh táo á. Xúy Vân. Trời ơi. Xuân Hinh thấy chị là đóng vai ai? Em là Xúy Vân. Xúy Vân giả dại đúng không? Xúy Vân giả dại. Đây là tuồng hay chèo hay cải lương hay gì nhỉ? Tuồng. Trời ơi. Thực sự là quý vị ơi, chị Luân là đang rất tập trung, em nhìn vào gương thì quý vị có thể thấy đang rất là gọi là make up này nọ kia khác luôn đấy. Ôi con xem tập tuần vừa rồi không? Xúc động muốn xỉu luôn, con có coi không? Con có ạ, nhưng mà coi đoạn con khóc mà con khát đúng rồi. Không sao con ạ, quan trọng là con lưu giữ được cái gì, những cái hình ảnh gì của mình tại cái thời điểm đấy thôi. Chứ còn hay hay dở nó không có một cái giới hạn nào quy định cả con nhá. Đó, quan trọng mình có những cái hình ảnh và những thước phim rất là xúc động. Trời ơi, hóa trang thành chú Xuân Hinh nữa, toàn thú dữ không vậy trời. Xuân Hinh đâu phải là một cái người mà dễ đâu. Không, nhìn em lành lắm. Nhìn nhìn em là không ai muốn đụng luôn á. Lành quá, không ai đụng. Ha. Rồi, như quý vị cũng đã thấy thì tuần này chúng ta có những cái sự trao đổi, sự hoán đổi rất là khác nhau giữa những tuần thi trước. Và đây cũng là một cái hay và một điểm mới lạ của chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Hy vọng là với cái sự kết hợp này thì tất cả các đội chơi của chúng ta đều có thể hoàn thành thật là tốt. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ là lợi thế với nhiều người và nó cũng sẽ là những cái khó khăn với nhiều đội đó. Không hề đơn giản đâu. Cái tuần này mình là khó khăn hay là mình là đơn giản? Là em thấy là em rất có duyên với chú Xuân Hinh luôn ấy. Ờ. Đợt trước là làm thủy màu là Xuân Minh, bây giờ là Thùng Thủy cũng là Xuân Hinh. Thì đó, chị Phạm Lịch cũng có duyên với Phương Mỹ Chi đấy, lắm đấy, đấy. Toàn là nhân vật lặp đi lặp lại thôi, cứ xuất ra rồi lại đi về, xuất ra lại về nha. Tập trước là em làm màu, tập này em làm ma. Xúy Vân. Có Xúy Vân nhiều cái diễn hay lắm nha, nhưng mà khó nha. Thực sự là Xúy Vân là một cái vai, thực ra là em chỉ hỏi đúng 4 câu thôi đấy. 4 câu thôi, nhưng mà thực sự là phải tập trung vào cái diễn. Quý vị ơi, diễn điên đã khó, nhưng mà diễn một người đang giả điên, trời ơi, nó rất là nhiều thứ trong đó nha quý vị. Và hy vọng là Thái Bình và Sĩ Luân sẽ là làm thật tốt. Và quý vị muốn biết là cặp huấn luyện viên này có làm tốt hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem tập 9 của Gương Mặt Thân Quen nhé quý vị. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Thank you mọi người.